Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình này góp nhận 18 token có ký hiệu là RMFT nha các bạn. Thì để tham gia với hôm nay các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video mà tôi đang tắt chatbot nè. Tổng pool của iGrab này nó tới 600.000 USDT nè các bạn. Rồi bấm số này góp cũng khá là nhiều các bạn. Bấm số này góp nè các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên góp nè. Rồi bấm đáp lên các bạn. Rồi các bạn cho tiếp kênh channel nè các bạn. Rồi bấm đáp lên nè. Tiếp tục follow tờ Twitter nè. Xin tờ Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bấm đáp lên nè. Tiếp tục các bạn retweet bot nè. Rồi các bạn like nè, các bạn chỉnh dẫn như tờ tweet nè. Tất cả các bạn tăng dần các bạn mình vào đây nè. Rồi bạn tờ tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi các bạn cho tiếp kênh channel nè. Mình đã join rồi, tiếp tục follow tờ Twitter nè. Và retweet. Trên nguồn gấp ta thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn tự quyết lại thôi các bạn. Rồi bấm đáp nè. Rồi bấm research nha các bạn. Rồi các bạn lướt xa đi vừa qua bot nè. Watt là cái đồng hồ hết ta. Rồi xem đầu tiên các bạn nên địa chỉ email của bạn vào nè. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ Binbi sờ mát trên bet 20 trên chiếc chocolate cho các bạn nè. Rồi sau đó các bạn gửi đường link profile tờ Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter mình ra nè. Rồi các bạn nhấp cho bức ảnh avatar của mình nè. Nhấp cho một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp ba cái anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết gọi là cho bot nè. Rồi sau đó các bạn gửi link retweet nè các bạn. Rồi các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tới tweet nè. Rồi bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi nó có xin kênh channel không, còn ai heo show net nè. Rồi bấm ai heo show net nè. Rồi bấm vào menu nè các bạn. Rồi bấm mi balance để chat số cần mình kiếm được nè. Ok, mình đã nhận được 18 token RMFT nè các bạn. Đây là link ghép của tất cả các bạn. Các bạn gì link ghép chia sẻ trong bè những người thân để kiếm token nè các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.